hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 23 tháng 3. Hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 24 tới tháng 3 tại Việt Nam rồi. Thì cả ngày hôm nay các bạn thấy được là giá của BTC đó khá là tốt. Chúng ta thấy giá đó nhiều lần hôm nay đã qua khỏi mức là 43.000 đô. Bây giờ mức là 42.759. Nhưng mà các bạn thấy được đó là chúng ta đã từng thấy giá của BTC hơn cái mức này cách đây không có lâu. Các bạn đã nhớ là cái thời điểm đó đầu tháng 3 là chúng ta đã có là thấy BTC lên tới 45.000 đô nhưng mà từ đầu tháng 3 tới bây giờ có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mà các bạn đã thấy được đó là bây giờ hầu như đó thường cảm nhận được là thị trường nó đã có cái sự lạc quan nhiều hơn so với lại đầu tháng 3 có nghĩa là bây giờ đó tuy là giá vẫn không bằng cái giá của đầu tháng 3 nhưng mà thường vẫn cảm thấy được là hầu như thị trường đã đổi hướng rồi, có nhiều người lạc quan hơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó, các bạn thấy được bây giờ chúng ta đã chuyển qua là cái mức 40 có nghĩa là sợ hãi, hôm qua là 31, tuần vừa rồi là 27 và tháng vừa rồi là 20, cực kỳ sợ hãi chúng ta vẫn nằm trong cái vùng sợ hãi nhưng mà đi lên thêm một chút nữa chúng ta sẽ trở thành cái vùng gọi là neutral có nghĩa là bình thường thì chúng ta được là cái mức 40 này đã cũng đã là rất tốt so với lại ngày hôm qua và đương nhiên rất tốt so với lại cái tuần trước đó nữa thị trường đã lạc quan hơn và chúng ta thấy là hôm nay đó phần lớn là màu xanh chúng ta thấy những đồng như là bitcoin ethereum solana dot luna đều xanh hết có những đồng thì còn xanh hơn nữa có nghĩa là tăng cái số phần trăm cao hơn những năm lớn hôm nay đó để thùng refresh cái Coi Get Go để các bạn thấy những năm lớn hôm nay thì các bạn thấy là bitcoin tiếp tục có sự tăng trưởng là 1,8% so với lại cái giá của btc ngày hôm qua ethereum đó thì tăng 2,6% đồng binance coin thì tăng 1,3% một lần nữa đã hơn 400 đô và ethereum một lần nữa đã hơn 3.000 đô các bạn thấy là XRP thì tăng 0,3% có gì cũng đi hàng ngang nhưng mà Cardano ngày hôm nay lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng là 12,5% và trong vòng một tuần qua các bạn đã thấy là Cardano đã tăng 29,7% rồi uh, Teluna cũng tăng 1,5%, Solana tăng 5,1%, Polkadot 2,8%. Có thể nói là hầu hết cái đồng đều tăng ngày hôm nay. Các bạn thấy đồng tăng trưởng nhiều nhất hôm nay đó là Loopspring thì sẽ chia sẻ thêm về đồng này một lát nữa. Cây đó là Human AI tăng 21%, Fcoin tăng 17% và Citadel Finance tăng 16%, Axie Infinity tăng 15% và Cardano chúng ta mới vừa nói tới. Thì các bạn thấy là Loop Spring đã làm tăng nhiều nhất trong cái top 100 ngày hôm nay. Tại sao? Thường sẽ chia sẻ đây là cái thông tin liên quan tới GME, công ty GameStop. Nhưng mà thị trường chứng khoán thì không có xanh như vậy. Chúng ta thấy kết thúc hôm nay chỉ số Dow Jones xuống 1,29% chỉ số S&P 500 xuống 1,23% phần trăm và chỉ số Nasdaq thì xuống 1,32%. phần trăm đương nhiên bây giờ là chúng ta nhìn vào những hợp đồng pre market hợp đồng tương lai đây thì hôm nay cũng có một chút màu xanh các bạn thấy là Dow futures sẽ tăng một ít tăng 0,18%. phẩy phần trăm S&P Future đó thì tăng nhiều hơn một chút, tăng 0,28% và Nasdaq Future đó thì tăng 0,48%. Tuy nhiên các bạn thấy được là dầu đó tiếp tục cũng có cái sự tăng trưởng Bây giờ cái giá đó cũng tương tự như là ngày hôm qua Khoảng chừng là 113 đô cho một thùng dầu Đây là hợp đồng của tháng 4 Mức cũng rất là cao Các bạn thấy được là vàng đó thì hôm nay cũng có một ít màu xanh thì bây giờ hợp đồng vàng ở mức là 1940 đô cho một áo vàng tăng 0,15%. Đương nhiên các bạn thấy được là một thị trường mà tốt ngày hôm nay đó, là thị trường crypto. Dẫn đầu là các bạn thấy là BTC tiếp tục có cái sự tăng trưởng mặc dù là chứng khoán hôm nay là một màu đỏ nhưng mà các bạn thấy là Bitcoin vẫn tiếp tục Hướng lên và đó là điều mà chúng ta muốn thấy. Thì hôm nay cũng có một số những cái thông tin nổi bật mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Thực ra hôm nay cũng có khá nhiều thông tin. Nhưng mà cái thông tin đầu tiên mà thường muốn chia sẻ có thể là một trong những thông tin mà nhiều bạn muốn biết liên quan đến là hôm nay đó. Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Hoa Kỳ, Chủ tịch John Powell có nói gì hay không? Thì hôm nay Chủ tịch cũng có một cái lời phát biểu đó chính là ông ta nói những cái luật bây giờ đó đã được gây dựng từ rất lâu rồi cho nên những luật bây giờ đã không có phù hợp để mà áp dụng với lại thị trường crypto. Cho nên nếu như mà chúng ta muốn có một cái thị trường crypto phát triển đó, thì cần phải có những cái luật mới và những khuôn khổ pháp lý mới. Đây là cái lời phát biểu của Chủ tịch John Powell hiện bây giờ liên quan đến crypto. Có nghĩa là tiếp tục đi theo con đường là muốn Muốn quản lý thị trường này nhưng mà sẽ có những cái luật mới chứ không có áp dụng những luật cũ nữa. Và đây tôi nghĩ là cũng là điều tốt chứ không phải là xấu đâu. Các bạn đã thấy là những cái điều kiện từ SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đó liên quan đến những cái đồng như là Ripple hay là trước đây chúng ta nói tới là EOS đó thì dùng khuôn khổ pháp lý cũ để mà áp dụng vào một cái à, thế hệ mới thì đương nhiên sẽ không có cái hiệu quả cao đâu. Các bạn thấy là Chúng ta trước đây đã đâu có dùng những cái lực của xe ngựa Để mà quản lý xe ô tô đâu Thì tại sao bây giờ chúng ta lại dùng những cái lực đã cũ rồi Chỉ dùng để quản lý thị trường tài chính hiện tại Mà áp dụng với lại một cái thị trường hoàn toàn mới như vậy Cho nên đây cũng không hẳn là cái chuyện xấu đâu Sau khi mà có lực ô tô đó thì các bạn thấy được là xe đã bán rất là chạy và càng ngày càng nhiều người sử dụng xe ô tô để di chuyển hơn tại vì có lực rõ ràng thì sẽ thu thêm nhiều người vào trong thị trường này cho nên lực cũng không hẳn là xấu tùy theo là lực như thế nào. Giống như là lực liên quan đến là một sàn giao dịch cần phải thông báo những cái thông tin gì lưu trữ bao nhiêu uh, tiền giữ trữ trong công ty. Những điều đó đương nhiên là tốt bảo vệ những người tiêu dùng nhưng mà nếu như mà một sàn giao dịch đó cần phải uh, KYC hay là đóng băng một số những cái chương mục mà chính phủ không thích ấy, thì đương nhiên là không tốt tùy theo là luật như thế nào mà thôi chúng ta nói tới một số những thông tin on chain đi thì các bạn thấy được đây là một cái bài chia sẻ ở trên crypto khoan thì bài chia sẻ này đó chủ yếu nói đến một điều đó chính là gần đây chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái đồng ổn định được đẩy lên trên sàn và đây là hiện tượng đã có từ đầu tháng 3 cho tới bây giờ các bạn thấy được là cái đường màu vàng này đó là cái hiện tượng mà có nhiều động ổn định đẩy lên trên sàn nhưng mà một điều mà thú vị đây đó là cái số lượng động ổn định này đẩy lên không phải là đưa vào những cái chương mục đòn bẩy derivatives mà đưa vào thị trường spot các bạn thấy đó là tuy hiện bây giờ đó cái số lượng linh đồng bảy rất là cao thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn gần đây rồi nhưng mà chúng ta nhìn kỹ hơn đó thì các bạn thấy được là cái số lượng bitcoin trên những cái chương mục đòn bảy đó thì không có tăng trưởng nhiều, các bạn thấy thậm chí còn được xuống một chút nhưng mà cái số lượng Bitcoin rời khỏi gần đây đó là phần lớn rời khỏi là từ những cái sàn spot thì để tóm lại người này muốn nói gì ở trên crypto coin, người này muốn nói là gần đây có một số lượng lớn à, những cái đồng ổn định đẩy lên trên sàn khiến cho cái số đồng ổn định trên sàn tăng lên nhưng mà các bạn thấy được là cái số đồng ổn định này đó không phải dùng để mà có những cái lệnh đòn bảy mà kêu lên là bảy cao bây giờ nhưng mà hiện tượng chúng ta thấy đó là những cái đồng ổn định đẩy lên trên sàn đi vào thị trường spot sau đó, đó thì mua bitcoin và sau đó bitcoin rời khỏi thị trường spot còn thị trường đòn bẩy đó thì cũng không có sự thay đổi nhiều có nghĩa là gần đây đây chúng ta thấy hiện tượng là có nhiều người đẩy đồng định lên mua bitcoin trên thị trường spot đó là điều mà người này muốn chia sẻ ở đây nói tới đây đó thì chúng ta có thể nhìn vào tài liệu trên trang Conclass xem coi là gần đây đó cái số lượng lệnh thanh lý có nhiều hay là không thì các bạn thấy được là mặc dù thì bây giờ chúng ta có rất là nhiều lệnh đòn bẩy nhưng mà vẫn chưa có một đợt thanh lý nào lớn hết chúng ta thấy đó là trong vòng một ngày qua 24 giờ chỉ có 112 triệu đô la tổng cộng bị thanh lý mà thôi con số này thì rất là thấp những ngày mà nhiều lệnh bị thanh lý đó con số này là phải gấp 10 lần còn trong vòng 4 giờ qua thì các bạn thấy được phần lớn là 53 và 92% lệnh bị thanh lý là là lệnh short trên những cái sàn như là sàn Binance, sàn Bybit, FTX. Tất cả những sàn này các bạn thấy được chỉ có một sàn là có lệnh long bị thanh lý nhiều hơn short đó chính là sàn Binance mà thôi. Còn lại đó OKX, Bybit, FTX, Hobi toàn là lệnh short bị thanh lý nhiều hơn long. Đặc biệt là các bạn thấy là những sàn như là Bitmax và Hobi có tới 72 hay là 76 phần trăm lệnh thanh lý là lệnh short hiện bây giờ còn lại thì ngay bây giờ chúng ta thấy là có nhiều lệnh long hơn hay là nhiều lệnh short hơn thì chúng ta nhìn vào long versus short đó các bạn thấy được là trong thời gian một tiếng qua đi gần đây nhất thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn nghiêng về là có nhiều lệnh short hơn là long tổng cộng thì bây giờ à, tính những sàn như là Binance, FTX, những sàn lớn đó, thì các bạn thấy là khoảng chừng 52% là lệnh short, còn lại 48% là lệnh long trong thời gian một giờ qua Chúng ta cũng có rất nhiều những cái thông tin ngày hôm nay Thường sẽ chia sẻ với các bạn Thường sẽ cố gắng gợp những thông tin này lại một cách nó logic hơn Tại vì hôm nay thông tin nó cũng khá là rải rác Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này Hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là dự án có tên Dior Finance và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Đây là cái dự án tiên phong trong việc linh động hóa nguồn đầu tư của người dùng để đạt lợi những tối ưu được xem như là Olympus Dow 2.0 trên Binance Smart Chain. Thì khi mà nói tới dự án này đây chúng ta sẽ nói tới cái tính bảo mật và an toàn của dự án. Thì Dior Finance được audit bởi Hacking, một tổ chức audit lớn nhất và nghiêm ngặt. Dior Finance cũng đã được audit bởi thích vào tháng trước và đã thực hiện các bước đăng ký KYC. với rất đó, những nỗ lực của dự án đã không có gì khác ngoài đảm bảo sự an toàn của hệ thống, đặt sự an toàn của nguồn tiền người dùng lên mức cao nhất. Ngoài ra, thì dự án cũng vừa mới thay đổi giao diện, đổi lại toàn bộ màu chủ đạo và cách bố trí giúp cho chúng ta có thể dễ dàng quan sát và tương tác với dự án. DeFi Finance hiện đã hỗ trợ bonding bằng đồng BNB Đồng thời họ đã ra mắt EOS Finance 2.0 Định nghĩa lại cuộc chơi đồng thời thoát ra khỏi cái bóng của dự án Fork từ Olympics Dow EOS 2.0 mang lại một hệ thống ổn định và lâu dài Với lợi suất vẫn đủ hấp dẫn Bên cạnh đó đó là một hệ thống sinh thái khỏe mạnh và các đối tác thân thiện với giao thức và thông tin được viết cụ thể medium của dự án đó thường sẽ để ở bên dưới cái phần description cái phần mô tả cụ thể thì sản phẩm đầu tiên của dios 2.0 sẽ sdos nhằm luân chuyển dios token sang các mạng lưới layer 2 khác sử dụng trong các giao thức đối tác của dios hoặc là tham gia staking trên pool với lãi suất kép mà vẫn nhận được lợi nhuận thụ động từ dự án. Sản phẩm này có tên gọi là Sigma SDOS và các admin telegram của Dios Finance cũng xác nhận rằng trong tương lai gần sẽ có thêm nhiều chương trình ưu đãi dành cho holder của Sigma SDOs và nếu như bạn vẫn cảm thấy mới mẻ về các hoạt động của dự án mang thiên hướng DeFi 2.0 thì Deor Finance có một bài YouTube hướng dẫn cực kỳ cụ thể các bạn có thể xem bạn cái ta bấm vào cái link ở phần mô tả bên dưới cái video này video sẽ có nhiều chi tiết hơn và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Deor Finance và một điều nữa là ngày mai đó, có nghĩa là ngày 24 ở Hoa Kỳ là ngày 25 ở Việt Nam đó thì ngày mai thuận bận một số công việc cho nên sẽ không có video cho nên thuận sẽ hẹn các bạn ngày sau đó nữa. Nhưng mà chúng ta thấy một trong những thông tin lớn liên quan tới Bitcoin đó chúng ta nói tới Bitcoin trước, chúng ta sau đó sẽ nói tới Ethereum rồi chúng ta sẽ nói tới Cardano vân vân. Thì trước hết chúng ta nói về Bitcoin đi. Các bạn thấy được là El Salvador đã ra cái thông báo là họ sẽ trì hoãn cái trái phiếu Bitcoin núi lửa là... Thì các bạn cũng đã biết là El Salvador đó định là tháng 3 này sẽ bán cái trái phiếu Bitcoin nữ lửa của họ. Thì cái trái phiếu này đó họ muốn bán tổng cộng là khoảng chừng là 1 tỷ đô la. Chưa đưa thông tin thì họ đã có thể có con số đó còn hơn 1 tỷ đô la nữa rất nhiều người mua cái trái phiếu này. Cái trái phiếu này bây giờ đó đã bị trì hoãn cho đến khoảng chừng là tháng 5 hay tháng 6. Thì tại sao lại trì hoãn 2 tháng thì lý do đó được đưa ra đó chính là nước El Salvador nghĩ là thời điểm bây giờ không quả là thời điểm tốt để mà bán cái trái phiếu này có thể là cái sự hứng thú sẽ không có cao tại vì bây giờ nhiều người vẫn đang lo ngại về cái sự bất ổn chính trị giữa nga và ukraine cho nên họ đã có cái ý định là sẽ về lại tháng 5 tháng 6 thì mới bán cái trái phiếu này thì trái phiếu này đó nhưng mà nào mà không rành thì đây là một cái trái phiếu mà được hỗ trợ bởi một cái núi lửa ở Salvador và cái ý nghĩa của cái trái phiếu này đó là họ sẽ định là kêu gọi vốn khoảng 1 tỷ đô la một tỷ đô la đó đó 500 triệu đô la họ sẽ dùng để mà thu mua bitcoin ở thời điểm hiện tại 500 triệu đô la còn lại đó họ sẽ dùng để làm vốn để mà gây dựng một cái cơ sở hạ tầng đào bitcoin sử dụng năng lượng núi lửa thì chúng ta thấy được là người nào mua trái phiếu đó thì sẽ được hưởng cái phần trăm lợi nhuận là 6,5% và có thể là được hưởng thêm 50% lợi nhuận của Bitcoin trong vòng 5 năm. Đây là một điều mà thường thấy là nhiều người tại sao mà lại có thú với cái trái phiếu này thì các bạn có nghĩ đi các bạn mua trái phiếu nếu như mà các bạn đầu tư mà bitcoin giá cả không ổn đó thì không có lời trong vòng 5 năm tới đây nhưng mà các bạn vẫn có cái phần lời là 6,5% phần trăm một năm nhưng mà nếu như bitcoin có lời đó thì các bạn có thể là được hưởng phần nửa cái số phần lời đó thì đây cũng là một trong những cái giao dịch mà nhiều người cho là rất là có lợi nhuận và rủi ro thấp còn về phần của Salvador đó thì họ rất tin tưởng như Bitcoin có thể là một năm sau chúng ta không biết Giá Bitcoin ra sao? Hai năm sau cũng không rõ nhưng mà nếu chúng ta nói tới thời gian là 5 năm thì cái lòng tin họ rất là cao là bây giờ họ mua 500 triệu Bitcoin rồi sau đó họ lại đào Bitcoin dùng nửa lửa rồi họ sẽ dùng một cái phần tiền để mà gây dựng một cái thành phố Bitcoin, Bitcoin City ở nước El Salvador khả năng 5 năm đó họ sẽ lời rất là nhiều từ con số 1 tỷ đô la mà họ kêu gọi được. Cho nên đây cũng là một cách tính mà họ nghĩ là rất có lợi nhuận. Thật ra trong lịch sử của Bitcoin đó những ai mà lưu trữ hơn 3 năm rưỡi trở lên từ khi Bitcoin rồi tới bây giờ đó là không hề lỗ miễn là các bạn đầu tư. Chứ đừng nói tới là các bạn trung bình giá các bạn chỉ cần đầu tư sau đó giữ 3 năm rưỡi trở lên đó thì từ trước tới bây giờ ai cũng có lời hết. Chứ đừng nói tới là các bạn trung bình giá thì cái khả năng lợi nhuận còn cao hơn nữa. Đây là thông tin đến từ nước El Salvador. Nhưng mà cái vấn đề liên quan đến là họ sợ cái sự ảnh hưởng đến từ chính trị như người bây giờ đang quan tâm và lo sợ với bất ổn chính trị với Nga và Ukraine đó cho nên họ mới dời lại cái ngày mà phát hành cái trái phiếu Bitcoin Volcano Bond này. Nhưng mà khi nào thì cái sự lo ngại về Nga và Ukraine mới chấm dứt thì không ai biết được đâu các bạn. Các bạn đã biết đây là tuần thứ năm liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine rồi. Và bây giờ đó chúng ta thấy là những cái chừng trị kinh tế đã bắt đầu là có hiệu lực ở nước Nga và cũng ảnh hưởng đến một số người. Nhưng mà cái ý nghĩa của chừng trị kinh tế đó thì đương nhiên là những nước như là Hoa Kỳ đó thì chừng trị kinh tế à để chừng trị những người nào mà có tiền ở nước Nga, những cái tài phiệt đó rồi dùng sức lực của những tài phiệt đó để mà gây áp lực với lại tổng thống Vladimir Putin. Đó là cái chiến lược của chương trị kinh tế thì chương trị kinh tế cũng đã có bắt đầu ảnh hưởng đến một số tài phiệt rồi. Thật ra thường cảm thấy chương trị kinh tế thì ảnh hưởng đến người dân nhiều hơn. Nhưng mà không làm gì cũng không được trên chuyện gì kinh tế thì sẽ ảnh hưởng đến người dân nhưng mà ít ra bây giờ cũng có một số những tài vì cũng đã lên tiếng là trừng phạt kinh tế đã ảnh hưởng đến họ nhưng mà họ nói là cũng vô dụng mà thôi tại vì uh, trên căn bản đó hiện bây giờ là tổng thống Vladimir Putin thực sự không có một ai có thể lay chuyển được cái quyết định tiếp tục tấn công Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin Cho nên nếu như mà nước El Salvador nói là chờ để cho cuộc chiến này nó Ngồi lại thì thật sự không biết là phải chờ đến khi nào Ở thời điểm hiện tại đó thì cái dự tính bây giờ là Từ cái quý 2 cho đến quý 3 Sẽ có cái trái phiếu nuôi lửa Bitcoin này ở El Salvador Khoảng trên tháng 5, tháng 6 của năm nay Đó là thông tin mới nhất mà thường muốn chia sẻ với các bạn và thứ năm nó nghĩa là ngày mai thì cái thị trường chứng khoán ở nước Nga sẽ mở lại lần đầu tiên sau khi mà đóng cửa một thời gian rồi. Thân nhớ là hình như là họ đã đóng cửa 5 tuần liên tục rồi. Từ ngày 25 tây tháng 2 cho tới bây giờ thì sàn chứng khoán của nước Nga không mở cửa. Nhưng mà họ sẽ mở cửa lại nhưng mà không phải là mở cửa như bình thường mà chỉ mở cửa lại để 33 công ty lớn của nước Nga à, được giao dịch mà thôi các bạn thấy được là một chứng khoán mà đóng cửa tới 5 tuần lận nhưng mà ngày mai đây giao dịch lần đầu tiên không biết thị trường sẽ như thế nào là màu đỏ hay là màu xanh tùy theo là mọi người có suy nghĩ như thế nào về cái uh, cuộc chiến đang diễn ra đó là điều mà thường muốn chia sẻ ở đây về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đó thì cũng có một cái thông tin rất là thú vị mà ngày hôm nay được rất nhiều bài báo chia sẻ đó chính là một người tị nạn ở Ukraine đó người này thì khoảng chừng là 20 tuổi thì đã tị nạn rời khỏi Ukraine đến Poland và Hà Lan đó với một cái USB trong đó có chứa Bitcoin đáng giá là 2.000 đô, 2.000 đô đó dựa theo thông tin à, thì là 40% tài sản của các anh này. Thì đương nhiên đây là thông tin mà chúng ta cũng đã từng nghĩ đến rồi. Các bạn thấy được là di chuyển à, trong cái à, tình hình chiến tranh như thế này đó thì chúng ta có vàng rất khó để mà di chuyển vàng đó thì rất là nặng, à, không dễ dàng qua hải quan sẽ bị kiểm soát vân vân, sẽ bị cơ thể người ta lấy cắp có rất nhiều điều có thể xảy ra khi các bạn di chuyển với vàng hay là tiền mặt tiền mặt thì nhiều khi rời khỏi quốc gia Ukraine thì quốc gia khác ở đây không chấp nhận hay là các bạn có những tài sản thì phần lớn những tài sản rất là khó để mà di chuyển số lượng lớn bitcoin thì dễ hơn các bạn thì được rồi bitcoin các bạn chỉ cần nhớ à, 12 hay là 24 ký tự các bạn chỉ cần đem theo cái ví lạnh là chưa thôi thì các bạn đã có thể đi khắp nơi rồi nhưng mà cái điều thú vị đây là rất nhiều bài báo đó chia sẻ cái thông tin tương tự như thế này. đương nhiên đây là thông tin rất là tốt về cái cách dễ di chuyển của Bitcoin và Bitcoin đóng vai trò rất rất quan trọng cho những lúc như thế này. Nhưng mà bài viết nào cũng nói là người này đó cầm cái số lượng bitcoin 2.000 đô là 40% tài sản để mà đi tị nạn nhưng mà số lượng bitcoin này đã chỉ cần cầm để trong cái ví usb thôi nhưng mà các bạn cũng đã biết là đâu có ai để bitcoin trong cái ví usb đâu cho nên họ cũng không có giải thích rõ tôi nghĩ là cái người này không phải cầm cái usb mà cầm cái ví chữ lạnh ledger nhưng mà có thể là những bài viết này để usb cho dễ hiểu tại vì nhiều người đó đọc thông tin như thế này họ cũng không có hình dung được cái ví lạnh ledger hay là cái ví lạnh treo như thế nào đâu về el salvador chấp nhận bitcoin đó hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin khá là thú vị đây là một cái dự luật hiện bây giờ là dự luật mà thôi chứ không phải là một cái luật thì dự luật này đã đã được thông qua thượng diện của Hoa Kỳ thì cái dự luật nếu như mà thông qua thành luật đó, dự luật này sẽ là một cái luật dùng để mà quan sát động thái của nước El Salvador chấp nhận bịch thôi là tiền tệ hợp pháp đó, thì có những động thái như thế nào, ảnh hưởng ra sao với đề tài chính, các bạn được là bây giờ Hoa Kỳ rất là quan tâm đến việc El Salvador chấp nhận bịch thôi là tiền tệ hợp pháp, cho nên trước đây mỗi lần mà chúng ta nói tới là có quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận bịch thôi là tiền tệ hợp pháp rồi, đó chính là El Salvador, thì nhiều người sẽ nói là đây là một quốc gia nhỏ không đáng quan tâm đến thật kìa rất là đáng quan tâm tại vì quốc gia nhỏ đó tham gia vào để mà chấp nhận mình không làm tiền tệ hợp pháp đó là cái bước đầu tiên nhưng quốc gia lớn hơn sẽ quan sát xem coi động thái như thế nào kết quả ra sao ảnh hưởng nền kinh tế À, có những cái tiến triển như thế nào đó là những điều mà những quốc gia lớn rất là quan tâm đến và bây giờ chúng ta có nghe nói tới một số những cái tin đồn là cái nước kế tiếp chấp nhận bịt khôi là tiền tệ pháp đó chính là nước honduras bây giờ vẫn chưa được xác nhận thông tin kế tiếp đó là các bạn thấy chúng ta cũng có một cái uh, tài liệu đến từ nước ấn độ thì tài liệu này đó nước ấn độ các bạn có đã biết là có lúc thì thích crypto có lúc thì không thích crypto có lúc thì muốn uh, chấp nhận có lúc thì muốn cấm nhưng mà cái thông tin này nếu như mà được thông qua thì sẽ có một cái luật uh, luật này đó sẽ nói là tất cả những giao dịch crypto trong đó đương nhiên là có bitcoin có ethereum nếu như mà có lời đó thì phải đóng cái phần thuế là 30% phần trăm còn nếu như lỗ thì thôi các bạn thấy được là nếu như có lời đó thì họ sẽ lấy 30% thuế Nghĩa là các bạn lời 100 đô thì phải đóng 30 đô tiền thuế rồi Còn lỗ thì tự chịu Thì điều này có một người cũng nói là nếu như vậy thì không có ai muốn giữ Bitcoin qua khỏi ngày 31 tháng 3 đâu Tại vì dự kiến dự luật này sẽ thành luật vào ngày 1 tây tháng 4 Và sau đó đó là sẽ bắt đầu tính Thì nếu như vậy thì ai cũng sẽ bán trước ngày 31 tây tháng 2 Tại họ bắt đầu từ một cái trang mới chứ đâu có ai mà muốn tiếp tục giữ qua ngày 3... 31 tây mà có lời phải đóng đâu họ muốn bắt đầu trở lại để mà họ reset lại cái giá mà họ mua để tính tiền thuế một cách nó tốt hơn cho họ thì 30% rất là cao luôn các bạn thật ra 30% thuế đó ở Hoa Kỳ cũng có nhưng mà các bạn phải là người thu nhập rất là cao nhưng mà ở đây thì Ấn Độ muốn áp dụng cho tất cả tiền lời đến từ crypto, Bitcoin hay là Ethereum ít ra thì họ muốn đánh thuế cũng không có phải là một cái thông tin xấu liên quan đến là Ấn Độ coi định cấm như là trước đây nhưng mà cái thuế này sự rất là cao đối với thuận nhưng mà nào mà sống ở Ấn Độ đó có thể comment bên dưới để mình chia sẻ cảm nghĩ về cái thông tin này chúng ta hãy chuyển qua nói tới Thái Lan đi thì hôm nay Thái Lan cũng có một cái thông tin là Thái Lan đã ra cái luật là không có cho phép những cái doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán có nghĩa là hôm nay đó chúng ta thì được là hai đơn vị đơn vị đầu tiên là SEC của Thái Lan có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Thái Lan đơn vị thứ nhì đó chính là Bank of Thái Lan nghĩa là ngân hàng trung ương của Thái Lan hai đơn vị này đã cùng nhau đưa ra một cái quyết định là sẽ ngăn chặn cấm không cho những cái doanh nghiệp chấp nhận dùng crypto làm phương tiện thanh toán thì đây cũng là một điều mà chúng ta thường thấy ở nhiều quốc gia thôi có nghĩa là các bạn ở Thái Lan theo thường hiểu đó thì các bạn vẫn có thể lưu trữ các bạn vẫn có thể mua các bạn vẫn có thể bán các bạn vẫn có thể trade chỉ là những doanh nghiệp đó thì không thể xem crypto như là tiền tệ và chấp nhận để mà bán hàng hóa dịch vụ được và thôi tất cả đều được hết đó là cái thông tin đến từ Thái Lan ngày hôm nay